Hello everyone, it's time to learn English. We learn English through story. And the story today is Bad Jack Fox. Okay, is he a bad fox? His name is Jack. Bad Jack Fox by Rachel Punter, illustrated by Colin Jack. Okay, let's begin. Dan opens up his diamond store. His name is Dan, and Dan have diamond store. He rich? I think so. Dan opens up his diamond store. Bad Jack Fox. I wonder what Dan is carrying. Okay, Dan thì đang mở cửa. Dan thì đang opens up, mở cửa tiệm diamond, chuyên bán về kim cương. Anh ấy bị theo dõi bởi Bad Jack Fox, cáo Jack xấu xa thì đang theo dõi Dan. Và hắn tự hỏi là I wonder what Dan carrying. Tôi không biết là Dan đang mang cái gì trong cái túi vậy. I will rob him of his box. Tôi sẽ cướp cái hộp từ anh ấy. Kiểu cướp. Okay. Jack grabs the box and runs away. Jack grabs the box and runs away. Grabs có nghĩa là chộp lấy, giật lấy. The box and runs away. And chạy đi mất. Runs away. Hey, wait, stop thief, cries Dan. Dan thì vừa khóc vừa la làng. Tên cướp kia dừng lại. Stop thief, okay. But Dan is not as quick as Jack. Ở đây là một cái cấu trúc rất là quen thuộc. As quick as, đây là nhanh bằng. Và Dan thì không thể nào nhanh bằng Jack. Okay. Jeep, he is off in his van. Jeep có nghĩa là cái tiếng của động cơ nó nổ lên. Brum. Jeep, he is off in his van. Và anh ấy đã chạy biến mất và chạy lên. Off có nghĩa là mất á, biến mất. Có nghĩa là anh ấy chạy lên xe của anh ta. Jack thì chạy lên xe, cái van là chiếc xe chạy của anh ta. Dan spots a friend in his taxi cab. Ở đây cái từ spots chúng ta đọc âm s phía sau nha. Spots âm s phía sau. Dan spots a friend in his taxi cab. Dan bắt gặp, spot có nghĩa là bắt gặp một người bạn trên cái xe taxi. In his taxi cab là xe taxi. Make sure to have, I know, Dan has a plan. Và khi mà vừa mới bắt gặp bạn của mình trên chiếc xe thì anh ấy đã có một kế hoạch là Mitch chắc chắn sẽ giúp đỡ mình. Và Dan biết điều đó. Just follow that van. Và Dan nói với Mitch là just follow that van. Hãy đuổi theo cái xe đó. Quick, Mick, go. Quick, nhanh lên. Quick, Mick, go. The cab goes fast, but then it stops. Cái xe chạy rất là nhanh, nhưng mà nó bị dừng lại. Ở đây có hai từ mình cần để ý ha. Fast. Nè, những chữ có đuôi ST mình phải luyện tập nha. Fast. The cab goes fast, but then it stops. Tank's empty, just my luck. Chiếc xe chạy rất là nhanh nhưng mà nó phải dừng lại bởi vì sao? Tank's empty, hết xăng. Tank empty, cái thùng xăng thì trống rỗng thì hết xăng. Just my luck, chỉ dựa vào may mắn của tôi thôi. Có nghĩa là bây giờ xăng đã hết rồi, bây giờ cái việc mà đuổi theo cái tên cướp thì cái đó phụ thuộc vào sự may mắn của tôi. Thì Mick says,
But I will go and get a can. Nhưng tôi sẽ đi và lấy một cái can, can xăng á. Can ở đây là một cái thùng, một cái can ha. I will fill it up. 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 Ở đây mình đọc nối vô fill it up. Fill it up. But I will go and get a can. I will fill it up. Và tôi sẽ đi và lấy một cái can xăng. Tôi sẽ đổ đây cái bình xăng. Đợi tôi một xíu. Chàng mít này rất là nhiệt tình giúp đỡ. Why make it filling up the tank? Dan's thinking of that, Jack. My boat is miles away by now. Trong khi Mitch thì đang đổ đầy cái bình xăng. Why make it filling up the tank? Dan's thinking. Dan thì đang suy nghĩ về Jack, về cái thằng Jack xấu xa. My box is miles away by now. My box is miles away by now. Chiếc hộp của tôi thì đã chạy xa hàng ngàn dặm rồi. Miles away, mile là dặm. Mile mà thêm s nữa là hàng dặm. Rất là xa, away là đi rất là xa rồi. My box is miles away by now. Ở đây mình đọc nối cái từ miles away thì mình sẽ đọc là miles away ha. My box is miles away by now. I will not get it back. I will not get it back. Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được cái món quà đó. I will not get it back. Ok, anh ấy rất là lo lắng và nghĩ tiêu cực. Nhưng mà Mick thì ngược lại. Don't worry, says Mick as they zoom away. Zoom away, zoom away. Ở đây nha, cái từ zoom away chúng ta đọc nối vô ha. Don't worry, says Mick as they zoom away. Đừng lo lắng, Mick nói là đừng lo lắng khi mà khởi động máy. Zoom away bắt đầu chạy. Thì đừng lo lắng. I'll soon return your box. I'll. Ở đây cái chữ will á, viết tắt là hai chữ L. Thì chúng ta sẽ đọc cong lưỡi lên ha. I'll soon. Nó rất là nhanh. I'll soon return your box. Tôi sẽ lấy lại. Tôi sẽ sớm lấy lại cái hộp quà của bạn, của anh. A cab can go at Chris at a van. A cab can go as quick as a van. Chúng ta lại bắt gặp lại cái cấu trúc as quick as. Ok, nhanh bằng ha. A cab can go as quick as a van. Cái xe taxi này sẽ có thể chạy nhanh bằng cái xe van, là cái xe cỡ lớn á, cỡ chung á các bạn, cái xe hơi cỡ chung á. Yes, I will fix Jack Ford. Và Mick rất là lạc quan nói là yes, I will fix Jack Ford. Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp Jack Ford. Now, who's that in the road ahead? Looks like he needs a tow. Oh, ai đang ở phía trước kia? Who's that in the road ahead? Looks like he needs a tow. Looks like, trông như là anh ấy đang cần một cái tow. Tow ở đây có nghĩa là cái xe kéo á. Khi mà xe của chúng ta bị hư thì chúng ta thường sẽ nhờ hỗ trợ, thì sẽ có một cái chiếc xe kéo tới và kéo xe mình đi tới nơi bảo trì. Thì cái xe kéo ở đây có nghĩa là tow. Ok. Now, who's that in the road ahead? Nhớ nha, cái từ road và cái chữ ahead chúng ta đọc nối vô ha. Road ahead looks like he needs a tow. Is it Jack Ford and his red van? Okay, đó là Jack Ford và chiếc xe màu đỏ của anh ta. Bad luck, it will not go. Thật là tệ, thật là đáng buồn vì nó không chạy được nữa. The van lets out a cloud of smoke. The van lets out a cloud of smoke. Cái xe van thì tỏ ra rất là nhiều khói. Lets out. Out có nghĩa là bay ra. A cloud of smoke. Ở đây mình đọc nối từ cloud với từ up ha. Cloud of smoke. Rất là nhiều khói. Mick peers inside. Mick peer ở đây có nghĩa là nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú. Peers. Peer ở đây nếu mà là danh từ thì có nghĩa là một cặp
nói chung là hai người á, hai người bạn thân hay đi chơi chung với nhau thì mình có thể gọi là peers. Nhưng mà về động từ thì chúng ta sẽ có nghĩa là nhìn chăm chú. Meet peers inside. Meet thì nhìn chăm chú vào bên trong á, cái động cơ của xe. What's this? You need to let your engine cool. Cái gì đây? Bạn cần để cho máy của bạn được mát. Kiểu là nóng quá rồi thì phải để cho nó mát. You need to let your engine cool. Is it red hot? Nó cực kỳ nóng luôn. Fizz ở đây có nghĩa là cái tiếng nổ lốp bốp á. Khi mà cái động cơ của chúng ta mà nó giống như là mình đang chạy xe máy đúng không? Chạy nhiều quá thì nó sẽ bị nóng lên và chúng ta sẽ nghe những cái tiếng lốp bốp. Và hiss là cái tiếng xì trong máy đó khi mà cái động cơ mình nóng đó. Dan quickly grabbed his precious box. He glad to get it back. A bad joy for my son, you see? Dan quickly grabbed his precious box. Dan thì rất là nhanh chóng lấy lại cái hộp quà của anh ấy. He glad, anh ấy rất là vui to get it back. Khi lấy lại. A bad toy for my son, you see? Dan nói là đây là trò chơi nước của con tôi, bạn thấy chưa? A bad Jack Fox say, a duck. Con vịt ư? Dan trả lời yes Jack. Quack quack. Okay, là một câu chuyện rất hết sức dễ thương về bad Jack Fox. Okay. Is that all for today? And thank you for listening. I hope you like it. Okay. And give it like and subscribe. Okay. Thank you. Bye bye.